Sau hơn 2 năm dừng hoạt động và để xảy ra tình trạng ít được chú ý bảo dưỡng, vệ sinh khu vực quanh trạm thu phí, làm ảnh hưởng đến an toàn cho người lưu thông, thì sáng nay hai trạm thu phí ở quốc lộ 1K thuộc địa phận các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh đã được tháo dỡ. Riêng trạm thu phí quốc lộ 1K thuộc địa phận phường Hóa An và Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất các phần tháo dỡ vào trưa nay. Hiện mọi việc đã được giải quyết xong, người dân đã an tâm hơn khi lưu thông qua đây. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là những hình ảnh phóng viên thời sự ghi nhận vào sáng nay tại khu vực từng đặt Hóa An, Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện công tác tháo dỡ trạm thu phí này đã gần như hoàn tất và chỉ còn lại rào chắn xung quanh để đảm bảo an toàn cho các phương tiện. Đại diện đơn vị quản lý trạm thu phí này cho biết đơn vị đang tái lập lại mặt đường và kẻ vạch phân luồng để trong tuần này thông các hướng lưu thông hai chiều cho người dân. Làm thu phí với đường thì chật chội, giờ tháo ra xong thì đường rất là thoáng mát, nên là dân chúng lưu thông cho thuận tiện hơn, mà đỡ ấy. Còn kia này, nhiều lúc ta ban đêm không thấy đường, ta vô mấy con lương cũng tội người ta. Chung là dân giờ đi là rất là thuận tiện, nó cứ chạy thẳng đường xuống đường chạy. Chứ còn hồi lúc trước thì có con lương phải né qua né lại, né tới né lui. Công ty đã tích cực tham gia huy động các xe máy thiết bị để mà tháo dỡ trạm thu phí. Đến hôm nay ngày 12 tháng 6 thì công trình đã hoàn thành. Chúng tôi đang tiến hành bảo dưỡng mặt đường và sơn kẻ vạch đi bộ để hoàn thành trong một số ngày tới. Sau khi tạm dừng thu phí quốc lộ 1K vào cuối năm 2020, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Cục Quản lý Đường Bộ 4, nay là Khu Quản lý Đường Bộ 4, tạm quản lý tuyến đường này. Tuy nhiên hơn 2 năm tạm quản lý, Khu Quản lý Đường Bộ 4 lại không thực hiện bảo dưỡng nên để xảy ra tình trạng bỏ hoang, xuống cấp trạm thu phí, gây mất an toàn cho người đi đường. Đại diện Khu Quản lý Đường Bộ 4 cho biết do các hồ sơ lập thủ tục bàn giao v.v. qua nhiều khâu, nhiều đầu mối nên đến nay mới hoàn tất để tháo dỡ. Trước đó, Phòng Quản lý Đô thị thành phố Biên Hòa đã rất nhiều lần có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai để kiến nghị dỡ bỏ trạm thu phí trên quốc lộ 1K và giao cho thành phố Biên Hòa quản lý.